Bam Griffin hẳn đã trải qua màn ra mắt không như ý trong màu áo Cần Thơ Catfish. Nhưng phiên bản ấy sớm bị lãng quên khi anh thể hiện tất cả những gì tinh túy nhất của bản thân ở màn so tài với Hồ Chí Minh City Wings. Cùng phân tích xem tại sao ban huấn luyện đội bóng miền Tây đặt nhiều niềm tin vào anh đến vậy. Với danh hiệu Finals MVP của giải vô địch Indonesia năm ngoái, Bam Griffin nhận được rất nhiều sự kỳ vọng khi cập bến Cần Thơ Catfish tại VBA năm nay. Tuy nhiên, cầu thủ người Mỹ đã trải qua trận ra mắt không hề đáng nhớ khi chạm trán Thăng Long Warriors. Anh có 19 điểm, nhưng chỉ thực hiện thành công 4 trên 24 tình huống dứt điểm trong suốt cả trận, đạt hiệu suất ném 3 chưa đến 10% và đạt mốc 2 chữ số ở thống kê điểm mất bóng. Một màn thể hiện có thể khiến nhiều cổ động viên Catfish tiếc nuối Jacoby Morgan, người đã thể hiện ấn tượng trong 3 trận đầu tiên của mùa giải. Tôi không muốn bào chữa, nhưng trước khi gặp Thăng Long Warriors thì tôi mới chỉ tập luyện cùng đồng đội 2 đến 3 buổi. Tuy vậy, đó không phải là lý do để chúng tôi có thể bao biện cho thất bại. Ở trận đấu kế tiếp, Cần Thơ Catfish sẽ giành chiến thắng. Griffin đã giữ lời khi đội bóng miền Tây giành chiến thắng ấn tượng trước Hồ Chí Minh City Wings. Anh gần như lột xác hoàn toàn trong cuộc đối sức với anh hai tại bảng, dẫn đầu đội bóng với 34 điểm, cải thiện đáng kể hiệu suất ném, đồng thời có cho mình double double. Cầu thủ người Mỹ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Player of the Game. Trong cuộc đối đầu với Wings, sở trường phản công nhanh của Bam Griffin tiếp tục được thể hiện, nhưng ở một mức độ đáng sợ hơn. Cầu thủ 31 tuổi không chỉ sở hữu tốc độ cao, mà còn cực kỳ nhạy bén trong việc chuyển đổi trạng thái, phản ứng sớm hơn đối thủ một nhịp và di chuyển hợp lý để trở thành điểm kết trong những pha phản công. Bên cạnh đó, Bam cũng không ngại việc tự tay dẫn bóng lên trên nhờ vào bộ kỹ năng hoàn thiện. Tất cả những yếu tố đó khiến Catfish trở nên đáng sợ hơn trong những pha chuyển trạng thái. Trong hai trận có Griffin, đội bóng miền Tây có tới 41 điểm từ fast break, trong khi 3 trận đầu tiên chỉ kiếm được tổng cộng 30 điểm phản công nhanh. Tốc độ của hậu vệ mang áo số 22 hoàn toàn có thể khiến matchup của mình rơi vào foul trouble. Trong cả 4 lỗi cá nhân của Jeremy Smith ở trận gặp Catfish, Bam Griffin đều là nạn nhân. Tổng cộng, cầu thủ 31 tuổi bị phạm lỗi tới 10 lần trước Hồ Chí Minh City Wings và 11 lần khi chạm trán Thăng Long Warriors. Cầu rất nhanh và nếu tôi nhớ không nhầm thì từ trước giờ chỉ có một động viên nữa của VBA là có tốc độ như thế là của Giant Hit là Đa Quan Bracy. Đa Quan thì đôi khi còn nhanh hơn và Griffin cũng nhanh không kém và cũng có thể đây là một lời cảnh tình cho các đội bóng khác khi đối đầu với cả Cần Thơ Catfish, họ phải để ý hơn Bam trong khi chống phạt công nhanh. Một điểm nổi trội khác của Griffin đó là những đóng góp ở mặt trận phòng ngự. Anh cao hơn Jam Morgan tới 11cm và đem đến nhiều lợi thế hơn trong những tình huống rebound, qua đó giúp giảm tải cho D'Angelo Hamilton và Nguyễn Lâm Anh Duy. Hơn nữa, khả năng đeo bám gây áp lực đầy khó chịu của Bam cũng là trở ngại đối với những hậu vệ ngôi sao của đối phương. Jeremy Smith hẳn đã thâm thía với vòn vẹn 6 điểm cùng hiệu suất ném 1/6 trong hai hiệp đầu tiên. Một trận thắng trước Hồ Chí Minh City Wings là chưa đủ để tổng kết rằng Bam Griffin sẽ trở thành ngôi sao hàng đầu tại VBA. Nhưng chỉ ít, nó cũng đã cho thấy tại sao đội bóng miền Tây đặt nhiều niềm tin vào anh đến như vậy. Không có gì là hoàn hảo ngay từ vạch xuất phát cả, nhưng bạn có thể nỗ lực qua từng ngày để trở nên tốt hơn và đạt được mục tiêu của mình. Hy vọng rằng quá trình ấy có thể sẽ đưa chúng tôi tới trận chung kết cùng với chức vô địch.